chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 8 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ án Hồ Duy Hải, những hành động kỳ lạ của cơ quan điều tra. Có quá nhiều sự bất thường, kỳ quái của cơ quan điều tra mà ngôn từ pháp lý gọi là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử để tuyên án tử hình Hồ Duy Hải. Những ai quan tâm và theo dõi vụ án xảy ra ở Bưu cục Cổ Voi, Long An vào đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008 và các phiên tòa xét xử sau đó rất dễ nhận ra những dấu hiệu oan sai hiển nhiên đối với Hồ Duy Hải. Chỉ xin điểm qua 4 dấu hiệu oan sai rõ nhất sau đây. Thứ nhất, dấu vân tay để tại hiện trường không phải là của Hồ Duy Hải. Thứ hai, không có nhân chứng nào nhận diện Hồ Duy Hải có mặt tại hiện trường trong buổi tối xảy ra vụ án vào ngày 13 tháng 1 năm 2008. Thứ ba, không thu giữ được hung khí mà thủ phạm dùng để gây án và chỉ là hung khí giả thay vào cho hung khí thật mà thôi. Thứ tư, hồ sơ vụ án bị làm sai lệch, lời khai của bị cáo trong bản cung bị tự tiện sửa chữa, tẩy xóa mà không có sự xác nhận của bị cáo. Đó là nhận định của cựu đại tá công an Nguyễn Đăng Quang qua bài viết mang tựa đề vụ án Hồ Duy Hải oan khiên hay thế mạng. Đây là hình ảnh bản kết luận giám định số 158 KEPC21 vào ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Phòng Khoa học Hình sự Công an tỉnh Long An ghi: các dấu vết vân tay thu được tại hiện trường vụ án ngày 14 tháng 1 năm 2008 tại Bưu cục Cầu Voi không phát hiện trùng với điểm chỉ 10 ngón tay in trên chỉ bản của Hồ Duy Hải. Trong cả hai phiên tòa xử sơ thẩm kết án lẫn phiên tòa trung thẩm y án tử hình với Hồ Duy Hải, các cơ quan tố tụng đã phạm phải rất nhiều sai sót. Và những sai sót này là vô cùng nghiêm trọng. Sai sót không phải chỉ một mà của cả ba cơ quan tố tụng là điều tra của một công an, truy tố là kiểm sát và xét xử tòa án. Đặc biệt là ở khâu điều tra và xét xử. Mọi người đều biết là trong tất cả các vụ án hình sự, đặc biệt là các vụ án giết người, thì chứng cứ quan trọng bậc nhất là dấu vân tay của thủ phạm để lại tại hiện trường và trên các hung khí gây án. Nhưng trong vụ án này thì cơ quan điều tra không tìm thấy dấu vân tay của Hồ Duy Hải tại hiện trường cũng như trên các hung khí gây án. Bản kết luận giám định số 158 KEPC21 ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Phòng Khoa học Hình sự Công an tỉnh Long An đã ghi: các dấu vân tay thu được tại hiện trường vụ án ngày 14 tháng 1 năm 2008 tại Bưu cục Cổ Voi không phát hiện trùng với điểm chỉ 10 ngón tay in trên bản của Hồ Duy Hải. Và các hung khí mà cơ quan điều tra xác định là Hải đã sử dụng để sát hại hai nạn nhân thì ban chuyên án cũng không thu giữ được. Con dao và cái thớt thì nhờ người ta ra chợ mua mới và thay thế. Chiếc ghế inox có dính máu do không xác định được chính xác là chiếc nào nên buộc ban chuyên án phải lấy chiếc khác tương tự thay vào. Tất nhiên ba hung khí này thay thế không thể có dấu vân tay và vết máu của Hồ Duy Hải và của thủ phạm thực thụ mà cho rằng hiện đang giấu mặt hoặc lẩn trốn, cũng như của cả hai nạn nhân. Đại tá Nguyễn Đăng Quang đưa ra phân tích như vậy. Đây là hình ảnh hai tờ giấy xác nhận dao và thớt được mua ở chợ về nộp cho cơ quan điều tra và xem xét như vật chứng. Căn cứ vào lời khai của những người dọn dẹp hiện trường là ông Nguyễn Văn Thu, Võ Văn Hùng, Nguyễn Văn Vàng, Nguyễn Tuấn Ngọc, vào ngày 14 tháng 1 năm 2008, trong lúc tham gia dọn dẹp hiện trường, họ đã phát hiện một con dao rất mới và sạch, không có dấu vết, được đút vào sau tấm bảng treo đối diện cầu thang nhà bếp, gần chỗ hai nạn nhân bị giết. Sự việc được báo cho công an xã và huyện, nhưng công an bảo rằng chắc không có gì đâu, bỏ đi. Vì vậy họ đã dùng con dao đó để cạo vết máu còn dính trên nền gạch, rồi đem dao đi, đốt bỏ. Hôm sau công an cho tìm lại con dao này nhưng không thấy, và kết quả phần lưỡi dao bằng kim loại. Sau đó được cơ quan điều tra yêu cầu ông Nguyễn Văn Thu ra chợ mua một con dao khác để thay vào. Tờ giấy vẽ hình con dao với dòng chữ "tôi xin xác định con dao là do tôi mua, giao nộp cho công an". Tương tự cái thớt được cho là vật chứng mà Hồ Duy Hải dùng để đập đầu nạn nhân cũng không được thu giữ khi khám nghiệm hiện trường. Hơn 5 tháng sau, Lê Thị Thu Hiếu, bạn của hai nạn nhân, đi mua một tấm thớt gỗ khác để nộp cho cơ quan điều tra làm vật mô phỏng. Ấy vậy mà cơ quan điều tra công an Long An vẫn đưa ra được hồ sơ vụ án đúng quy trình với đầy đủ tang vật và kết luận Hồ Duy Hải là thủ phạm duy nhất, để rồi Viện Kiểm sát truy tố và sau đó Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã tuyên án tử hình. Việc tuyên án tử hình Hồ Duy Hải
chỉ được dựa trên cơ sở duy nhất là lời khai nhận của nghi phạm Hồ Duy Hải với cơ quan điều tra. Xem ra ở nước ta ngày nay, việc tước đoạt sinh mạng con người sao thật dễ dàng và đơn giản đến vậy. Điều quan trọng bậc nhất là cơ quan điều tra phải làm rõ các dấu vân tay thu được tại hiện trường, nếu không phải là của Hồ Duy Hải thì là của ai? Đây là nút thắt rất quan trọng, không được bỏ qua và cũng không thể bỏ qua, vì trong số các dấu vân tay thu được tại hiện trường chắc chắn phải có vân tay của kẻ gây án. Được biết, ngay sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra Long An đã có triệu tập trên dưới 20 nghi can. Sau khi sàng lọc, ban chuyên án tập trung vào khoanh vào 4 nghi can có dấu hiệu đáng ngờ nhất. Trước hết và nổi bật nhất là Nguyễn Văn Nghị được xác định là nghi can số 1. Ba nghi can tiếp theo là ba thợ bạc, tức làm kim hoàn, tạm trú tại địa phương. Cả 4 nghi can này đều có quen biết với hai nạn nhân và đều có mặt tại hiện trường trong buổi tối xảy ra vụ án. Nhưng sau đó, cơ quan điều tra đã trả lại tự do cho tất cả 4 nghi can này, kể cả 4 nghi can nói trên, trong đó có Nguyễn Văn Nghị. Thế rồi, bẵng đi hơn 2 tháng sau, vào ngày 21 tháng 3 năm 2008, ban chuyên án mới triệu tập Hồ Duy Hải để hỏi về tội cá độ bóng đá, nhưng lại đọc lệnh bắt và truy tố Hải với tội danh là thủ phạm giết hại hai nữ nhân viên bưu cục Cầu Voi. 3 tuần lễ sau, vào ngày 11 tháng 4 năm 2008, Phòng Khoa học Hình sự và Công an tỉnh Long An khẳng định dấu vân tay để lại tại hiện trường không phải là của Hồ Duy Hải như đã nói ở trên. Đây là hình ảnh bưu điện Cầu Voi nơi xảy ra án mạng. Trong vụ án này, việc ban chuyên án, tức là cơ quan điều tra, lấy mẫu vân tay và gửi trưng cầu giám định để xem các nghi can bị triệu tập, và đặc biệt là 4 nghi can có mặt tại bưu điện Cầu Voi trong buổi tối ngày 3 tháng 1 năm 2008. Xem ai là người có vân tay trùng với các dấu vân tay thu thập được tại hiện trường là việc đương nhiên và bắt buộc phải làm. Nếu cơ quan điều tra không thực hiện công đoạn này thì đây là một sai sót nghiệp vụ rất âu trĩ, không một ai có thể chấp nhận được. Ngay cả động cơ gây án của Hải cũng cần phải xác định cho thật rõ. Tôi không khẳng định việc Hồ Duy Hải buộc phải khai nhận tội là do bị bức cung, bị tra tấn, bị nhục hình. Đây chỉ là một trong những giả thiết. Cũng có thể do Hải bị tâm thần hoang tưởng, do buồn chán, bế tắc trong cuộc sống mà khai bừa, tội nào cũng sẵn sàng nhận để sớm được chết. Trong vụ án bưu cục Cầu Voi này có một chi tiết rất đáng ngờ và cần phải làm rõ là sau khi được thả, nghi can số 1 Nguyễn Văn Nghị đã biến mất tăm và không rõ hiện ta anh ta đang trốn ở đâu. Một khuất tất nữa là vì sao mọi thông tin, tài liệu, lời khai, bút lục của các nghi can, nhất là của nghi can Nguyễn Văn Nghị lại được rút ra khỏi hồ sơ vụ án. Ai là người làm việc này và nhằm mục đích gì? Tại địa phương, Long An hiện nay có dư luận râm ran rằng Nguyễn Văn Nghị là cháu ruột của một quan chức rất quan trọng trong bộ máy chính quyền nhà nước. Và Nghị còn có người chú được chức vụ rất to đang công tác tại địa phương. Vậy thực hư, việc này ra sao rất cần được làm sáng tỏ để giải tỏa hồ nghi của dư luận. Kể cả dư luận nói rằng Hồ Duy Hải phải chết để thế mạng cho Nguyễn Văn Nghị, đại tá Nguyễn Đăng Quang đưa ra nhận định của mình như vậy. Báo chí trong nước cũng phân tích nhiều nghi vấn xung quanh nghi can Nguyễn Văn Nghị. Đây là hình ảnh luật sư Trần Hồng Phong, người theo đuổi vụ án Hồ Duy Hải suốt 12 năm qua. Theo đơn tố cáo của luật sư Trần Hồng Phong, qua thông tin báo chí do cơ quan điều tra cung cấp trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra cho thấy, Nguyễn Văn Nghị có mặt tại bưu điện Cầu Voi trong đêm gây án. Một trong những bài đó được chi tiết như sau. Manh mối đầu tiên, một số người dân sống gần hiện trường cung cấp là có 4 thanh niên thường xuyên đến chơi với hai thiếu nữ là nạn nhân vào các buổi tối. Trong lời khai của ba thanh niên này có một chi tiết khiến các trinh sát chú ý. Vì thiếu nữ tên là Hồng có nhan sắc khá mặn mà, là niềm mơ ước của nhiều chàng trai. Trong đó có Nguyễn Văn Nghị, sinh năm 1978, ngụ tại Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Theo tài liệu của Công an Thừa Thiên, Thủ Thừa chuyển về, Nghị từng nghiện ma túy. Thêm một số tình tiết khác xác định là Nghị có thể liên quan đến vụ án là vào đêm xảy ra án mạng, có người thấy thanh niên này điều khiển xe máy đến gặp hai thiếu nữ. Anh ta lúc đó mặc quần trên, có mặc áo gió bên ngoài màu xám, nhân chứng khẳng định. Nghị khai nhận đúng là đêm đó có đến gặp Hồng, nhưng do có gặp nhóm thợ bạc, tức là bạn cũ, nên khi những thanh niên kia ra về thì mình cũng về theo. Thanh niên này giữa anh và nạn nhân đang quen nhau nên không có lý do gì gây án. Chứng minh vô can, Nghị đưa ra nhân chứng xác định vào thời gian từ 20 giờ 10 phút tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, đêm xảy ra án mạng. Nghị đã cùng bạn uống nước tại một quán cà phê tại thị tứ Cầu Voi. Chủ quán cà phê cũng xác nhận điều này vì tối đó có một sự việc rất đặc biệt. Lúc uống cà phê thì giữa Nghị và một thanh niên khác xảy ra tranh cãi về việc nhìn đều, khiến chủ quán phải chú ý ngăn chặn.
Hơn 2 tháng sau vụ việc xảy ra vụ án, cơ quan điều tra bắt Hồ Duy Hải vì cho rằng trong điện thoại của nạn nhân Hồng có lưu số điện thoại của Hải. Trong đó có nhiều tin nhắn thể hiện hai người có quan hệ tình cảm với nhau. Cơ quan điều tra cũng cho rằng có một nhân chứng đã nhìn thấy một thanh niên ăn mặc giống như Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Nghị. Nhưng do Nghị có chứng cứ ngoại phạm nên suy đoán Hải chính là thanh niên đó. Đây là hình ảnh cáo trạng được ghi ngược với lời khai của nhân chứng. Nhân chứng Đinh Vũ Trường ghi với lời khai rằng không nhìn rõ khuôn mặt của người thanh niên, không thể nhận dạng chính xác. Thì trong cáo trạng viết, nhân chứng Đinh Vũ Trường phát hiện thấy bị can Hải ngồi trong bưu điện nơi xảy ra vụ án lúc 19:39. Từ đó chỉ căn cứ vào lời khai nhận tội của Hải, trong khi Hải có kêu oan hay lời khai mâu thuẫn thì không được xem xét. Cơ quan điều tra đã kết luận Hồ Duy Hải là hung thủ giết hai cô gái. Tuy nhiên luật sư Trần Hồng Phong đưa ra lời khẳng định hoàn toàn trái ngược. Đó là trong hồ sơ vụ án hiện nay không có bất kỳ tình tiết nào thể hiện Hải có quan hệ tình cảm với nạn nhân Hồng. Và Hải cũng không hề nhắn tin tình cảm nào với Hồng. Thậm chí theo lời khai của chị Đặng Thị Phương Thảo, bạn của hai nạn nhân, biên bản lời khai vào ngày 6/4/2008, thì cả Hồng và Vân đều không có điện thoại riêng. Tại bưu điện có một điện thoại cũ hiệu Nokia thường dùng để nạp cát cho khách hàng. Vậy tại sao có tin nhắn giữa Hải và Hồng là một câu hỏi được đặt ra. Sai lầm lớn nhất của cơ quan điều tra trong vụ án này có lẽ là việc đã xác định sai thời gian hai nạn nhân bị giết. Một cách chủ quan, thiếu khoa học, cụ thể, theo cáo trạng xác định thời gian gây án được cho là của Hồ Duy Hải vào lúc khoảng 20:30. Sau khoảng 19 giờ ngày 13/1/2008, Hải đi mô tô đến bưu điện Cầu Voi, vào bên trong ngồi nói chuyện với chị Hồng. Khoảng 20:30, Hải đưa tiền và kêu Vân đi mua trái cây. Khi chị Vân đi, Hải nảy sinh ý định quan hệ sinh lý với Hồng, nhưng bị chị Hồng phản ứng. Hải tức giận đánh vào mặt, bóp cổ, lấy thớt đập vào mặt và đầu làm chị Hồng bị ngất. Sau đó, Hải lấy dao cắt vào cổ chị Hồng. Các tài liệu như bản giám định pháp y, giấy chứng từ, trả lời về dấu vết trên cơ thể nạn nhân đều không xác định để chống giờ chết của hai nạn nhân. Nguyên nhân chết xác định là do vết cắt ở cổ, mất máu cấp. Tuy nhiên, có rất nhiều chi tiết có thể xác định được và cho thấy thời gian hai nạn nhân bị giết phải từ ít nhất từ 21 đến 22 giờ trở về sau hoặc khoảng gần nửa đêm, chứ không thể là lúc 20:30. Đây là hình ảnh, cả hai tờ giấy chứng tử đều không xác định và để chống giờ chết của hai nạn nhân. Ngoài ra còn rất nhiều chi tiết khác cho thấy thời điểm xảy ra vụ án không thể là 20:30 như cơ quan điều tra ghi nhận, mà phải xảy ra nhiều giờ sau đó. Chính sự xác định sai lệch về thời gian xảy ra vụ án đã là cơ sở duy nhất để cơ quan điều tra cho Nghị ngoại phạm và đổ tội cho Hồ Duy Hải. Cho dù thực tế nếu án mạng xảy ra vào thời điểm đó thì Hải cũng chưa thể có mặt tại bưu điện Cầu Voi. Những khả năng phạm tội của Nguyễn Văn Nghị. Để ý thức chủ quan, Nghị có quan hệ tình cảm khá sâu đậm và công khai với Hồng. Do vậy, khi tới bưu điện Cầu Voi, nhìn thấy một thanh niên đang nói chuyện với Hồng, Nghị ghen tức, nóng giận. Nghị đã bỏ ra ngoài uống cà phê và không vào bên trong. Sau đó, Nghị đã cãi cọ ở quán cà phê vào lúc khoảng 20:10. Nghị nghiện ma túy, có mối quan hệ nam nữ phức tạp, đã biết Hồng có người yêu tên là Mizo, lại đang trong trạng thái ghen tức và nóng giận và ra tay sát hại chị Hồng là lý do hợp lý. Nghị có mặt tại quán cà phê vào lúc khoảng 20:10 không? Điều này chưa đủ cơ sở để kết luận Nghị ngại phạm. Nếu Nghị chỉ đơn giản là tức giận, bỏ đi uống cà phê rồi về luôn mà không quay lại bưu điện Cầu Voi là không hợp lý và logic về tâm lý tội phạm. Mặt khác, nếu vậy thì Nghị phải chứng minh được trong đêm 13/1/2008, Nghị đã làm gì, ở đâu sau khi ra khỏi quán cà phê. Cụ thể là vào mốc thời gian 21:00 đến 24:00 và nửa đêm về sáng, Nghị đã ở đâu, ai chứng kiến, vì thời điểm này quán cà phê chắc chắn đã đóng cửa. Việc Nghị có mặt ở quán cà phê không thể là bằng chứng ngoại phạm. Nếu thực sự không liên quan đến vụ án, thì sao Nghị phải bỏ trốn trong đêm xảy ra vụ án mạng, đến nửa đêm hôm sau mới về nhà? Tại Việt Nam, nơi mà tư pháp, lập pháp và hành pháp đều nằm dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản, độc tài. Điều đó dẫn đến độc quyền và triệt tiêu mọi phản bác, lý lẽ của luật sư, khoa học hình sự và các quy định của pháp luật. Qua vụ việc tuyên án tử hình một công dân Việt Nam khi chưa có đủ bằng chứng phạm tội, nhà cầm quyền tại Hà Nội đã tước đi mạng sống của con người. Điều đó cho thấy, hơn lúc nào hết, đất nước này cần một hệ thống chính trị đa đảng để họ tự kiểm soát lẫn nhau với tam quyền phân lập. Có như thế, người dân mới được đối xử công bằng
tránh được các phán quyết oan sai, gây đau khổ và chết chóc cho chồng họ. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 8 tháng 5 năm 2020 với bản tin Vụ án Hồ Duy Hải, những hành động kỳ lạ của cơ quan điều tra. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.